Thưa quý vị, liên quan đến những sai phạm sửa điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, sau Hòa Bình, Sơn La tiếp tục là tỉnh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo nhắc tới. Theo đó, kết quả chấm thẩm định của Bộ vừa công bố tối qua cho thấy đã có 97 bài thi được nâng điểm tại hội đồng thi của tỉnh này. Cụ thể, có 44 thí sinh đã được nâng điểm, 97 bài thi được sửa điểm bao gồm 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi ngữ văn. Đáng chú ý, thí sinh được nâng điểm nhiều nhất lên tới 26,55 điểm, tổng 3 môn. Bài thi được nâng điểm nhiều nhất là môn toán với 9 điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, điểm chấm thẩm định này sẽ là kết quả chính thức của thí sinh và yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La có trách nhiệm cung cấp thông tin tới các trường đại học cao đẳng để các trường chủ động rà soát kết quả tuyển sinh năm 2018. Được biết, với 64 thí sinh được can thiệp nâng điểm tại Hòa Bình được công bố trước đó, sau khi cập nhật điểm thi mới, có một thí sinh còn không đủ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông.